Iran tuyên bố đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu quân sự và an ninh trọng yếu tại Israel nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào Gaza và Liban, cũng như việc ám sát các lãnh đạo cấp cao của Hamas, Hezbollah và IRGC. Israel cho biết Iran đã bắn khoảng 180 tên lửa vào nước này, trong đó một số lượng lớn đã bị đánh chặn. Các quan chức Israel thề sẽ đáp trả, nhưng Iran cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công nghiền nát nếu làm như vậy. Trước đó, Israel tuyên bố quân đội của họ đã tiến vào miền nam Liban trong một cuộc không kích giới hạn, nhưng Hezbollah phủ nhận việc lực lượng Israel xâm nhập vào lãnh thổ này. Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Bình luận quốc tế. Thưa quý vị, vào khoảng 19h35 phút ngày 1 tháng 10, tức là 23h35 phút theo giờ Việt Nam, quân đội Israel thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Có báo động đã vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel. Những hành động tấn công trả đũa này từ phía Iran sẽ có tác động như thế nào đến tình hình Trung Đông, vốn luôn trong tình trạng đứng bên bờ vực chiến tranh tổng lực? Trước khi đi vào nội dung chính của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa tầm xa tấn công vào Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm Iran tập kích tên lửa quy mô lớn trực tiếp vào Israel, đánh dấu bước đối đầu mới đáng lo ngại giữa hai cường quốc quân sự tại khu vực. Cuộc tấn công vào Israel bắt đầu khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 10 giờ địa phương, ngay sau thông báo xác nhận cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Còi báo động vang lên tại hàng loạt thành phố và khu dân cư trên khắp Israel. Quân đội Israel tuyên bố đóng cửa không phận và yêu cầu các chuyến bay đến Israel đổi hướng. Đài phát thanh Israel cho biết hơn 250 quả tên lửa được phóng đi từ Iran, tấn công nhiều khu vực khác nhau ở Israel, trong đó có một số căn cứ quân sự. Đến khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 10, quân đội Israel thông báo mối đe dọa tấn công từ Iran đã kết thúc và người dân nước này có thể ra khỏi nơi trú ẩn. Không phận Israel được mở cửa trở lại và hoạt động tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv được khôi phục. Thông tin ban đầu cho biết có hai người ở khu vực Tel Aviv bị thương, một tòa nhà ở phía bắc Tel Aviv trúng tên lửa và bị hư hại nặng. Ngay sau cuộc tấn công, nội các an ninh Israel đã tiến hành họp khẩn bàn biện pháp đối phó, trong khi Hội đồng Tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel cũng tiến hành họp đánh giá hậu quả cuộc tập kích. Kênh số 13 của Israel cho biết quân đội nước này sẽ căn cứ kết quả đánh giá hậu quả của tấn công để đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng. Trong khi đó, đài phát thanh Israel khẳng định đòn giáng trả của nước này với cuộc tấn công của Iran sẽ khác biệt. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng biện pháp đáp trả sẽ được tính toán kỹ càng để đảm bảo không làm bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Tại Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này, IRGC ra thông báo xác nhận đã tiến hành cuộc tập kích với hơn 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công vào Israel. Đợt tập kích kéo dài trong nửa giờ, nhắm mục tiêu là các cơ sở quân sự trọng yếu tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng. IRGC khẳng định cuộc tấn công là hành động tự vệ chính đáng của Iran theo pháp luật, được tiến hành theo quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao và nhận được sự ủng hộ của quân đội Iran nhằm đáp trả việc Israel sát hại thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas Ismail Haniyeh, tổng thư ký phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah và chuẩn tướng Abbas Niforossan của IRGC. IRGC cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công đáp trả nào từ phía Israel với cuộc tập kích tối ngày 1 tháng 10 sẽ bị giáng trả với cuộc tấn công có quy mô và mức tàn phá khủng khiếp hơn. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc và Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động đáp trả nào từ phía Israel với cuộc tập kích tối ngày 1 tháng 10 của Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Đánh giá về hiệu quả cuộc tấn công, đã có hơn 80 tên lửa đạn đạo đã đánh trúng các mục tiêu tại Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm 2024, Iran tiến hành tập kích tên lửa quy mô lớn tấn công trực tiếp vào Israel. Trước đó, đêm ngày 13 tháng 4, Iran cũng phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào Israel để đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 10, khiến 7 vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Iran đã thông báo với Mỹ rằng Tehran không muốn leo thang chiến sự với Israel. Phản ứng với cuộc tập kích của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10, giới chức Iraq và Jordani đã quyết định đóng cửa không phận để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, lực lượng Houthi ở Yemen ra tuyên bố khẳng định tấn công trực diện vào Israel là biện pháp hiệu quả duy nhất để ngăn chặn Israel tàn sát người Palestine. Nhóm vũ trang lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ Mỹ tại Iraq,
nếu Washington hỗ trợ Israel tấn công Iran. Trong một diễn biến đáng chú ý, cảnh sát Israel đêm 1 tháng 10 thông báo 8 người bị bắn thiệt mạng và 7 người bị thương trong cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở thành phố Jaffa. Lực lượng an ninh Israel đã tiêu diệt hai nghi phạm, tuy nhiên thông tin chi tiết về cuộc tấn công chưa được công bố. Vâng, những hình ảnh vừa rồi đã cho chúng ta thấy Iran phóng hàng trăm tên lửa tầm xa tấn công vào Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm Iran tập kích tên lửa quy mô lớn trực tiếp vào Israel, đánh dấu bước đối đầu mới đáng lo ngại giữa hai cường quốc quân sự tại khu vực. Chương trình Bình luận Quốc tế ngày hôm nay sẽ đi sâu vào phân tích và bình luận về vấn đề này. Đồng hành cùng Nga Vũ trong chương trình sẽ là hai vị khách mời đặc biệt. Tôi xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Lê Văn Cương. Kính chào quý vị khán giả. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ triết học, thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích, nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, thiếu tướng Lê Văn Cương. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Lê Thế Mẫu. Xin kính chào quý vị khán giả. Ông là nguyên trưởng phòng thông tin khoa học quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng Bộ Quốc phòng, chuyên gia phân tích chính trị quân sự thế giới, đại tá Lê Thế Mẫu. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa chuyên gia Lê Văn Cương, mới đây vào ngày 1 tháng 10 thì Iran đã thực hiện cuộc phóng tên lửa tấn công vào lãnh thổ Israel. Vậy thì nguyên nhân nào thúc đẩy Iran thực hiện cuộc tấn công này ạ? Khi rạng sáng đêm 1 tháng 10 vừa rồi, Iran quyết định tấn công tên lửa vào nhà nước Israel Do Thái. Về chính thức đây là trả đũa, mà cái vụ mà chính quyền Israel đã sát hại thủ lĩnh Hezbollah vào ngày 27 tháng 9 vừa rồi. Nên nhớ rằng là Hezbollah hình thành từ năm 1982. Có thể nói là trong 42 năm vừa rồi, Hezbollah là một tổ chức quân sự phi nhà nước lớn nhất thế giới. 42 năm tồn tại của Hezbollah nằm trong sự bảo trợ của Iran. Ở mức độ nào đấy có thể nói Hezbollah là cánh tay nối dài của Cộng hòa Hồi giáo Iran để đối phó với nhà nước Do Thái Israel. Về cơ bản vũ khí và có lẽ cả nguồn tài chính nữa, trong hoạt động của Hezbollah vẫn là xuất phát chủ yếu từ Iran thôi. Tất nhiên họ còn nhiều nguồn khác, nhưng Iran là cái nơi mà cung cấp chủ yếu về vũ khí, về các phương tiện chiến tranh và một phần tài chính nữa. Cái thủ lĩnh của Hezbollah, cái con người này là người đầu tiên thành lập đấy ạ. Từ năm 1982, cái đấy 42 năm nó có mặt rồi. Đã đứng đầu cái lực lượng kháng chiến Hezbollah rồi. Hoa Kỳ và Israel và một số đồng minh của Hoa Kỳ coi ông này là khủng bố, trùm khủng bố. Và vì thế họ đã săn đuổi ông này suốt hơn 40 năm vừa rồi. Vai trò của ông này đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Hezbollah trong suốt 42 năm vừa rồi. Thì vừa rồi thì Israel tấn công bằng một cái loại vũ khí đặc biệt. Các bạn nên nhớ rằng là thủ lĩnh Hezbollah đứng họp với các những cái người cán bộ cấp cao ở trong cái tầng hầm ở độ sâu 18 mét trên mặt đất ạ. Cho nên Israel lại dùng một hệ thống vũ khí đặc biệt, không phải một quả bom mà nhiều quả bom liên tục nổ bị xuyên sâu như thế. Thì rõ ràng cái việc mà Israel mà tấn công loại bỏ cái thủ lĩnh Hezbollah là một đòn giáng cực kỳ mạnh vào không chỉ trực tiếp Hezbollah mà làm đòn giáng mạnh vào của uy tín, của uy lực của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ngày 1 tháng 4 vừa rồi thì Israel cùng là sát hại hai tướng của Viện Binh Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Damascus ở Syria. Nhưng trong trường hợp này có thể nói rằng là cái vụ 27 tháng 9 vừa rồi là vụ đặc biệt nghiêm trọng. Có thể nói đấy là một cú đánh trực diện vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đánh thẳng vào cái lực lượng quan trọng nhất
của Iran, Hezbollah. Trong một cảnh như vậy thì trên về cơ bản thì họ buộc lòng phải đáp trả thôi ạ. À. Cái vụ 1 tháng 4 thì 64 ngày 14 tháng 4 thì họ đáp trả. 14 tháng 4 thì khoảng 180 quả tên lửa bắn từ Iran vào Israel. Và cái vụ này còn nghiêm trọng hơn. Hiện nay chưa có thông tin nào chính xác cả. Có nguồn tin nói rằng là cái đêm mùng 1 tháng 10 vừa rồi đó, là Iran bắn 500 quả tên lửa. Cũng có nguồn tin là 100 quả tên lửa thôi. Nhưng mà thôi có lẽ chúng ta cũng nên bàn về cái số lượng cụ thể. Nhưng mà ít ra hàng trăm quả tên lửa Iran là tấn công vào Israel trong ngày 1 tháng 10 vừa rồi. Tôi lưu ý với các bạn là ngay sau khi tấn công, giống như ngày 14 tháng 4 vừa rồi. 14 tháng 4 vừa rồi Iran bắn 100 quả tên lửa vào Israel. Và sau đó họ cũng tuyên bố rằng là có những hành động chúng tôi là trả thù cái hành động nhà nước Do Thái Israel là sát hại hai cái tướng lĩnh của cái về những cái Hồi giáo ở Damascus. Và sau 1 tháng 10 vừa rồi đấy, thì họ sau khi tấn công hàng trăm tên lửa vào Israel, thì họ cũng nói ngay, chúng tôi trả đũa để trả thù. Và có như là xong rồi đấy. Có những cái nợ này họ tuyên bố là có những nợ là xong rồi. Tức là ý phía sau đấy họ không nói ra. Nhưng mà còn qua Hồi giáo Iran muốn nói với thế giới rằng chúng tôi làm là như vậy thôi. Và chúng tôi cũng sẵn sàng làm một cuộc chiến tổng lực với Israel. Để gửi một cái thông điệp đến Israel và Hoa Kỳ và quốc tế rằng là chúng tôi chỉ trả đũa như vậy thôi. Thế thôi. Và phải chăng cũng là muốn nhắn gửi rằng là Israel cũng nên dừng lại. Khi chúng tôi trả đũa đến mức độ như vậy thì càng ngày cũng nên dừng lại. Nghĩa là đến cái giờ phút này có thể nói là sau cái vụ xả thải 27 tháng 10 vừa rồi thì tôi cho rằng Cộng hòa giáo Iran hoàn toàn chưa muốn lao vào một cuộc chiến tranh tổng lực với nhân lực Do Thái. Có thể nói như vậy. Những cái bối cảnh chính trị trong nước và ngoài nước muốn không muốn buộc lòng Tehran phải đưa ra phản ứng vừa rồi. Là vì thế này, nếu như Iran mà không đưa ra phản ứng thì tất cả lực lượng còn trục kháng chiến của Iran, người ta còn tin Iran không? Trước hết Hezbollah họ còn tin Iran không? Các lực lượng dân quân mà được Iran hỗ trợ đang chiến đấu ở Syria, ở Iraq và các nước khác thì chắc chắn Iran họ dám tin với Iran. Đấy chưa nói là cái cộng đồng quốc tế và các nước Hồi giáo Trung Đông họ cũng đánh giá là Iran, quả ra là Iran cũng yếu, nói như vậy rất yếu. Như vậy trước một cái tình huống cực kỳ khó khăn về mặt ngoại giao trong nước và ngoài nước, đến tháng 10 năm nay có thể nói là Iran hoàn toàn chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị cho một cuộc đối đầu tổng lực với Israel, có thể nói thẳng như vậy. Vì họ tiến lường được trong cái tương quan lực lượng hiện nay, nếu diễn ra một cuộc chiến tổng lực với Israel á, mà không phải với Israel đâu ạ, còn với Mỹ nữa chứ, còn với cả một phần NATO châu Âu nữa chứ, chứ đâu có phải Israel. Và trong cái tương quan lực lượng như vậy thì chắc chắn là Cộng hòa Hồi giáo Iran chắc chắn phải nói thua. Cho nên họ gọi là kiên trì chiến lược, chuẩn bị lâu dài, có thể hàng chục năm nữa, đến cái lúc nào cần thiết mới bắt mới ra đòn. Cái chủ thiết kiên trì chiến lược của Iran là trong tương quan lực lượng của Iran với đối phương hiện nay là khác nhau. Nói gì thì nói, Israel và Iran là tương quan lực lượng khác nhau, cộng với cả cái đồng minh của Israel nữa. Cho nên tôi tin rằng là họ căm thù Israel sau cái vụ xả thải thủ lĩnh Hezbollah, nhưng mà họ cân nhắc rất lớn. Cho nên cái phản ứng như vậy tôi cho rằng cũng theo quan điểm của Israel là vừa mức thôi. Không trả thù cũng được, trả thù quá thành chiến tổng lực thì cũng được. Cho nên phải chia sẻ cái khó khăn của Cộng hòa Iran trong bối cảnh tháng 10 năm 2024 này. Đấy chưa nói rằng là
ngay nội bộ Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng phức tạp lắm, chứ không đơn giản đâu ạ. Riêng về kinh tế cũng khó khăn. Dưới cái áp lực trừng phạt của Hoa Kỳ chục năm nay rồi, kinh tế khó lắm. Còn về cái quan điểm đối ngoại, quan điểm với Israel và quan điểm với Hoa Kỳ, gần như của hai trường phái rõ rệt trong Cộng hòa Hồi giáo Iran. Một trường phái cứng rắn, một trường phái ôn hòa. Trên tổng thống mới nhậm chức của Iran này, ông này thuộc vào trường phái hòa giải. Chủ trương ông là hòa giải với Hoa Kỳ, hòa giải để tiến tới gỡ bỏ từng phần một cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Nhưng rõ ràng lực lượng về bên cái mà ngôi giáo Cộng hòa thì quan điểm thì khác. Chứ ngay trong nội bộ có khó khăn của họ, cái áp lực quốc tế khó khăn, uy tín danh dự Cộng hòa giáo khó khăn. Cho nên tôi cho đấy là cái lý do buộc lòng họ phải làm, họ không thể không làm được. Không làm được, nếu không có hành động gì cả, thì họ mất uy tín với lực lượng mà họ đã hỗ trợ. Kể cả Hezbollah, kể cả Hamas, bao nhiêu lực lượng khác nữa. Những hành động quá không thể được. Tôi cho cái lựa chọn như vậy thì cũng có thể nói rằng là nhưng bên ngoài mà nhìn vào thì thấy là vừa phải thôi ạ. Cũng đúng mức thôi, chẳng có gì cả. Nhưng mà cái nguy hiểm là sau cái sự kiện này thì Israel đẩy vấn đề đến đâu? Chỗ ta sẽ bàn sau, có thể nói như vậy. Cái lý do mà Cộng hòa Hồi giáo nó phản ứng tôi cho là như vậy. Buộc lòng họ phải làm, không thể không làm được, có thể nói như vậy. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì chuyên gia có nhận định như thế nào về phản ứng tiếp theo của Israel ạ? Về phản ứng Israel thì ngay sau khi không kích của Iran thì Israel là tuyên bố ngay. Họ nói rằng là chắc chắn Cộng hòa Hồi giáo Iran phải đền bù và họ sẽ trả lời đích đáng. Hiện nay có mấy cấp độ. Cái cấp độ nguy hiểm nhất nếu như Israel mà dùng đường không, tên lửa, máy bay đánh thẳng vào trung tâm hạt nhân của Iran, quan trọng nhất là trung tâm hạt nhân của Iran. Cái thứ hai là đánh thẳng vào những cái trung tâm lọc dầu của Iran. Tất nhiên nếu như cái trận mà không kích mà tiêu diệt cái thủ lĩnh Hezbollah, có thể là thủ tướng Israel Netanyahu không thông báo với tổng thống Joe Biden. Tôi tin rằng là về phía Mỹ không được thông báo, có thể nói như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng cái phản ứng tiếp theo của Israel như thế nào, tôi tin là có sự trao đổi với Hoa Kỳ. Bởi vì cái bài toán này, bài toán sinh tử, không chỉ rồi về Israel mà đối với cả vai trò vị thế Hoa Kỳ khu vực này nói riêng mà thế giới nói chung nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái phản ứng của Israel từ đây có lẽ chắc chắn được sự đồng thuận của trao đổi với Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ họ sẽ đồng tình ủng hộ Israel tấn công vào những trung tâm lọc dầu của Iran, đánh sập cái yêu thầu và kinh tế của Iran. Cái việc này tôi tin là Hoa Kỳ họ đồng ý. Nhưng tấn công vào trung tâm hạt nhân Iran thì tôi nghĩ rằng chưa chắc Hoa Kỳ đồng ý. Bởi vì khi là tấn công vào trung tâm hạt nhân của Iran thì thành vấn đề lớn rồi. Khi ấy Iran còn gì nữa cả. Và họ sẽ đánh một trận cuối cùng chết sống. Chứ nếu như mà Israel mà chỉ tấn công vào trung tâm lọc dầu của Iran thì rồi sẽ có phần của Iran chắc chắn. Nhưng mà cái mức độ chiến tranh nó sẽ không tàn khốc. Nhưng sắp tới đây mà nếu tấn công một trung tâm làm dầu uranium của Iran thì vấn đề hoàn toàn khác rồi. Có thể nói trung tâm làm dầu uranium là cái quan trọng nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mà tôi tin riêng cái việc này có lẽ chính quyền Joe Biden cũng cân nhắc. Nếu như họ mà có khả năng can thiệp thì họ sẽ can thiệp với chính quyền
của Thủ tướng Netanyahu rằng là tạm thời chưa đụng vào cái trung tâm hạt nhân của Iran. Chứ cái phản ứng tôi tin là cái phản ứng sắp tới đây có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất, Israel chắc chắn sẽ phản ứng phản công. Phản công trả đồ, mà tôi nghĩ ở mức độ mà có thể nói tạm thời có thể nói là chịu được, tức là tấn công một vài cơ sở lọc dầu của Iran. Thế thôi. Thì cái khả năng này nhiều hơn. Chứ còn nếu như chính quyền Netanyahu mà tấn công vào cái trung tâm hạt nhân của Iran thì thành những vấn đề lớn. Tôi nói với các bạn là khi mà trung tâm hạt nhân bị tấn công, bị phá hoại đó, thì Cộng hòa Hồi giáo Iran không còn gì nữa cả. Lực lượng vệ binh Cộng hòa bất chấp, họ sẽ huy động mọi cái có thể có để đè bẹp nhà nước Do Thái. Và khi ấy thì trở thành một cuộc chiến tổng lực khủng khiếp lắm. Cho nên trung tâm hạt nhân của Iran có thể nói là như quả tim của Cộng hòa Iran. Tôi nghĩ rằng sắp tới đây có lẽ là Israel chưa đánh một quả tim này. Để mà dài dài thôi. Trung tâm lòng sầu thôi. Cái khả năng này là khả năng mà tôi cho nhiều hơn. Có thể nói như vậy. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Tôi xin mời chuyên gia Lê Thế Mẫu bổ sung ạ. Tôi hoàn toàn nhất trí với cái nhận định của Thiếu tướng Lê Văn Cương. Ở đây tôi xin nêu một vài cái nhận xét về nhận định về câu chuyện này. Tức là cái phản ứng của Israel sẽ như thế nào? Theo tôi thì phản ứng của Israel sẽ là đẩy Iran vào một cái tình thế buộc phải hành động tiếp theo nữa. Và sẽ leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện ở khu vực Trung Đông giữa Israel và Iran. Và đằng sau tất cả những toàn tình này chính là Mỹ. Toàn tình của Mỹ hiện nay là cái gì? Toàn tình hiện nay của Mỹ là sẽ gây ra một cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông giữa Israel và Iran. Mục tiêu của Mỹ là gì? Xóa sổ nhà nước Iran. Thật ra thì hiện nay thì trong chiến lược toàn cầu của Mỹ thì Mỹ đã nuôi một cái toàn tình khá lâu rồi. Tức là sẽ xóa sổ nhà nước Iran. Cái ý tưởng này là nó bắt đầu hình thành từ khi mà Mỹ đứng sau châm ngòi cho cái biến động chính trị một xuân, ta gọi là một xuân Ả Rập ấy, năm 2011 ấy. Thì tôi nhớ lại, tức là sau khi mà NATO phát động cuộc chiến tranh xâm lược Libya và tiêu diệt nhà nước, nhà lãnh đạo Libya là Gaddafi ấy, thì thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ấy, có tuyên bố thế này: kịch bản của Libya sẽ lặp lại ở Syria, sau Syria sẽ lặp lại ở Iran, sau Iran sẽ lặp lại ở trong không gian hậu Soviet và cuối cùng là Trung Quốc. Tức là mục tiêu của Mỹ là gì? Tức là giành quyền kiểm soát toàn bộ một khu vực Đại Trung Đông, trong đó có Iran là một cái tâm điểm. Thế thì thời điểm này thì cái việc cái toàn tình của Mỹ muốn xóa sổ nhà nước Iran thì vẫn tiếp tục. Và thời điểm này thì nó hình thành nên một cái tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Iran. Ta biết rằng là Trung Quốc đã từng ký với Iran một hiệp định đối tác chiến lược kéo dài 20 năm. Vừa rồi thì Nga cũng đã ký với Iran một hiệp định đối tác chiến lược dài 25 năm. Và hình thành nên một cái tam giác chiến lược Nga, Trung Quốc và Iran. Đây là tam giác mà đe dọa một cách nghiêm trọng nhất đối với cái quyền bá chủ thế giới của Mỹ, trước hết là khu vực Đại Trung Đông. Thế thì mục tiêu của Mỹ là như vậy. Thế thì thực ra thì tất cả những câu chuyện lình xình giữa Israel với Hezbollah, rồi giữa Israel với Hamas ấy, thì mục tiêu của Mỹ là gì? Đẩy Iran, bởi vì Iran là lực lượng đứng sau Hamas với Hezbollah, như Thiếu tướng Vinh Ngân đã nói. Thế thì mục tiêu của Mỹ là đẩy Iran vào một cái tình thế buộc phải hành động quyết liệt, như là sắp tới đấy, thì Iran sẽ đáp trả, và đáp trả từng bước leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Nhân cơ hội này thì Mỹ sẽ nhảy vào tham chiến, điều tàu sân bay, tàu ngầm, máy bay chiến lược đến khu vực Trung Đông, sẽ ủng hộ Israel, bởi vì Israel là đồng minh số 1, có thể nói lực lượng xung kích của Mỹ để thực hiện cái chiến lược Đại Trung Đông. Cho nên là nhân cơ hội này thì Mỹ giải quyết vấn đề Iran một cách một lần và vĩnh viễn và mãi mãi. Thì như vậy nếu mà xóa sổ được nhà nước Iran thì như vậy là đánh sập một cái át chủ bài, một cái con bài rất là quan trọng trong tam giác chiến lược Nga, Trung Quốc và Iran. Bởi vì chúng tôi biết rằng là hiện nay thì nhìn toàn cục về chiến lược toàn cầu thì Mỹ vẫn tiếp tục duy trì cái vai trò lãnh đạo thế giới của họ sau chiến tranh lạnh. Mà cái vật cản trở lớn nhất đấy là Nga, Trung Quốc và Iran. Mà nếu như Nga, Trung Quốc, Iran liên kết với nhau thành một liên minh thì đây là một mối đe dọa rất là kinh khủng đối với nước Mỹ. Thế như vậy hiện nay chúng ta biết rằng là cuộc khủng hoảng Ukraine thì đang bị lâm vào bế tắc.
Mỹ theo đuổi cái mục tiêu là với cuộc chiến tranh về nhiệm ở Ukraine ấy, thì Mỹ sẽ làm cho Nga thất bại chiến lược. Nga lâm vào khủng hoảng, thậm chí là xóa sổ nước Nga. Nhưng mà toán tính này của Mỹ ở Ukraine hiện nay lâm vào bế tắc rồi. Thế thì Mỹ đang theo đuổi một toán tính là mở thêm mặt trận thứ hai. Đấy là mặt trận ở Trung Đông. Tôi nhận định nếu mà dự báo về tình hình thì tôi có thể nêu thêm một vài ý như vậy. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Thế Mẫu về những bổ sung vừa rồi. Vậy thì theo chuyên gia, lý do gì khiến cho ông Netanyahu đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn không tấn công Liban nhưng lại bất ngờ thay đổi vào phút chót ạ? Để hiểu được cách hành xử của ông Thủ tướng Israel ấy, thì được tôi xin nói về cái bản chất của người Do Thái. Nhà nước Israel, nhà nước của người Do Thái. Thì bản lĩnh của người Do Thái là trước hết là phải nói là một cái dân tộc mà thông minh nhất thế giới. Cái này thì cả thế giới đều công nhận rồi. Thế thì cái việc mà ông Netanyahu tuyên bố là sẽ đàm phán, nhưng sau đấy ngay lập tức là ông tiêu diệt ông thủ lĩnh Hezbollah, chính là biểu hiện cái tính chất quỷ kế của người Do Thái. Nhưng mà cái quỷ kiệt này thì còn được kế thừa một cái quỷ kế của người thầy của ông. Người thầy của người Do Thái đây là người Mỹ. Chúng ta biết người Mỹ thì quỷ kế còn hơn cả người Do Thái. Chúng ta biết rằng, chúng ta nhớ lại nhân câu chuyện này, thì nhân câu chuyện mà ông mà thủ tướng Israel mà tuyên bố được đàm phán nhưng sau đó là tấn công ấy, và tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah, thì tôi nhớ lại là năm 1972. Khi Mỹ đã ký tắt Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam, vừa ký tắt nhưng ngay sau đó thì Mỹ xóa bỏ cái thỏa thuận đấy. Mặc dù hiệp ước đã ký tắt rồi, gần như là ký chính thức, nhưng ngay sau đó thì Mỹ bắt đầu xóa sổ cái hiệp định này và tiến hành một cuộc chiến tranh ném bom chiến lược vào thủ đô Hà Nội chúng ta. Năm 72, chỉ sau khi Mỹ thất bại thảm hại ở Hà Nội, Mỹ ta gọi là đến Mỹ phủ đến không, thì lúc đấy Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cái này thì người Do Thái, người Israel cũng được kế thừa cái quỷ kế của quân thầy của mình mà thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong cái hành động này của ông Netanyahu thì thể hiện cái bản lĩnh, cái bản chất của người Do Thái. Và hơn nữa, trong chiến tranh thì không bao giờ, chiến tranh thì thật là thật, thật mà giả mà thật. Cho nên nếu mà chúng ta tin vào một cái gì đó một quá mà không cảnh giác, không đề phòng thì chắc chắn là sẽ bị thất bại. Vâng, xin cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị, khi hàng loạt lãnh đạo của Hezbollah bị ám sát thì câu hỏi đặt ra là tổ chức này sẽ phản ứng ra sao trước một cú sốc nghiêm trọng như vậy. Những vụ sát hại này không chỉ làm rúng động nội bộ mà còn ảnh hưởng đến động lực và chiến lược của Hezbollah trong bối cảnh một khu vực đã đầy bất ổn. Liệu tổ chức này có thể vượt qua khủng hoảng và tái thiết quyền lực hay sẽ rơi vào hỗn loạn và suy yếu? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. Hàng loạt lãnh đạo quân sự cấp cao của Hezbollah đã bị hạ sát trong những tuần gần đây. Đáng chú ý nhất, lãnh đạo cao nhất của Hezbollah trong 32 năm qua, Hassan Nasrallah, đã bị sát hại trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban vào tối 27 tháng 9. Điều này khiến Hezbollah phải đối mặt với lỗ hổng lớn về quyền lực lãnh đạo. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố một cuộc không kích vào ngày 28 tháng 9 đã tấn công và hạ sát Nabil Kaouk, một thành viên của hội đồng chỉ huy Hezbollah. Ông Kaouk cũng giữ vai trò là chỉ huy đơn vị an ninh phòng vệ Hezbollah. IDF cho biết, ông Kaouk được coi là nhân vật gần gũi với cấp cao nhất của lực lượng Hezbollah và cáo buộc ông này trực tiếp tham gia vào việc thúc đẩy các hành động khủng bố chống lại nhà nước và công dân Israel, ngay cả trong thời gian gần đây. IDF nói thêm rằng, ông Kaouk đã gia nhập Hezbollah vào những năm 1980 và giữ một số chức vụ điều hành ở miền nam Liban. Các quan chức Israel cũng cho biết, hơn 10 thủ lĩnh quân sự cấp cao của Hezbollah đã bị hạ sát. Vào khoảng giữa tháng 9, Israel đã sát hại chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Ibrahim Akin ở Beirut, và những sự kiện này chỉ diễn ra 2 tháng sau khi thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại ở Iran, được cho là do bàn tay Israel. Fuad Shuk, người đã thiệt mạng hồi tháng 7, đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển năng lực quân sự của Hezbollah, đảm nhận vị trí tham mưu trưởng và là cố vấn quân sự cấp cao của thủ lĩnh Nasrallah. Đòn tấn công của Israel hôm 27 tháng 9 cũng cướp đi mạng sống của Ali Karaki, người chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự dọc biên giới Liban với Israel. Giới phân tích cho biết, ông thực hiện một số nhiệm vụ quốc tế bí mật trong suốt sự nghiệp và đang chuẩn bị cho chức vụ cấp cao trong Hezbollah. Ibrahim Zazini, người chịu trách nhiệm về an ninh nội bộ trong Hezbollah, cũng nằm trong số những người thiệt mạng hôm 27 tháng 9. Mặc dù không có nhân viên cấp dưới và hoạt động có phần đơn lẻ trong tổ chức, ông Zazini được ông Nasrallah tin tưởng và yêu mến. Trước đó đêm 27, rạng sáng ngày 28 tháng 9, Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào một khu định cư của Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban, hạ sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah.
Cái chết của ông Nasrallah và các lãnh đạo cấp cao khác của Hezbollah trong các cuộc tấn công chưa từng có vào Liban, bao gồm cả vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm, đã khiến nhóm này phải đối mặt với lỗ hổng lớn về quyền lực lãnh đạo. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, liên tiếp các đời thủ lĩnh của chủ kháng chiến bị tiêu diệt và được tiêu diệt một cách chính xác, khả năng về tình báo và quân sự của Israel có được như vậy có phải là nhờ vào Mỹ không ạ? Tôi xin mời chuyên gia Lê Văn Cương. Về cái vai trò của tình báo Israel thì cái này thế giới biết rồi. Thật ra đấy là một lần thất bại của con ngoại giáo Iran, thất bại của Hezbollah. Cái năng lực tình báo của Israel là thể hiện trên hai phương diện. Phương diện thứ nhất là dùng một phương tiện công nghệ kỹ thuật hiện đại mà cái là có hỗ trợ của Hoa Kỳ. Cái chuyện này thì phải là siêu. Công nghệ kỹ thuật của Israel cộng với Hoa Kỳ thì đứng đầu thế giới, không ai bác bỏ điều này rồi. Nhưng mà còn một cái kênh thứ hai nữa mà tôi cho lấy là cái thất bại của thế giới Ả Rập. Nói chung, thất bại của Hezbollah, thất bại của Iran nói riêng. Đấy là khả năng cài cắm người, cắm người, biến những người của các nước đối địch làm tay sai cho Israel. Hiện nay chưa biết rằng có bao nhiêu người Iran làm tay sai cho Israel. Ngay nội bộ Hezbollah cũng có người làm tay sai cho Israel này ạ. Cái kênh này mới đáng sợ này. Kênh này mới đáng sợ này. Không phải kỹ thuật không đâu, không phải công nghệ không đâu ạ. Có người nằm trong bộ máy cơ mật quan trọng nhất của các đối phương. Cuộc họp của thủ lĩnh Hezbollah này, giờ nào, ngày nào, ở đâu là biết. Cái này khoa học công nghệ không giải quyết được, thì có tay trong mình biết được thôi ạ. Mà tôi cho rằng là cái thủ lĩnh chính trị của Hamas bị giết tại Tehran, tại nhà khách của nước Cộng hòa Jordan, không loại trừ là có người của Iran chỉ điểm làm chuyện này cho Israel rồi. Chứ trong hoạt động tình báo đáng sợ nhất là cài cắm người vào, lối kéo người của đối phương làm tay sai cho mình, cái là nguy hiểm nhất. Chứ còn khoa học công nghệ thì đến bây giờ thì nó cũng hơn nhau chủ đề thôi ạ. Mỹ với Nga với Trung Quốc thì cùng 1910 thôi. Còn Israel với Mỹ thì giỏi thật về công nghệ, nhưng mà với công nghệ không giải quyết được đâu. Chúng tôi cho rằng cái đối với tình báo Israel chỗ này mà để ông là sơ hở, đây là yếu kém của công nghệ giáo Iran, của cả Hezbollah và của các quốc gia Ả Rập khác mà Israel xem đối tượng. Đấy là cái khả năng lớn nhất, cái sức mạnh lớn nhất của tình báo Israel nằm chỗ này. Chứ không phải chỉ bằng mấy cái phương tiện chiến vũ khí hiện đại, thông tin hiện đại có thể nói như vậy. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa chuyên gia Lê Thế Mẫu, vậy thì Mỹ đã làm hết trách nhiệm của mình ở khu vực Trung Đông hay chưa? Và chính quyền Biden sẽ có những kế hoạch hay chiến lược cụ thể như thế nào để tiếp tục đối phó với các vấn đề hiện đang diễn ra trong khu vực này ạ, thưa chuyên gia? Thật ra mà nói về Mỹ có trách nhiệm gì trong đối với vấn đề Trung Đông ấy, thì nhiều khi căn cứ vào những tuyên bố chính thức của Mỹ rồi là gì nào của Mỹ thì ta thấy rằng là Mỹ gần dần như là một cái lực lượng gìn giữ hòa bình, lực lượng gìn giữ hòa giải giữa các dân tộc, bảo vệ hòa bình thế giới. Họ luôn luôn tuyên bố như vậy. Họ luôn luôn tuyên bố rằng là Mỹ và NATO là lực lượng gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh quốc tế, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Mỹ là quốc gia châm ngòi cho tất cả những cuộc xung đột ở Trung Đông từ trước đến nay. Và hiện trong tình hình này cũng như vậy, Mỹ đứng ra sau tất cả những kịch bản như hiện nay. Nếu nói rằng là Mỹ làm gì trách nhiệm, tôi cho rằng Mỹ chẳng làm gì trách nhiệm gì như hòa bình hay là an ninh quốc tế gì ở khu vực này cả, mà Mỹ đứng đằng sau để thúc đẩy tất cả các quốc gia, tất cả các lực lượng ở khu vực Trung Đông này để luôn luôn duy trì trong trạng thái bất ổn. Mà học thuyết này, quan điểm này được đưa vào trong một cái luận thuyết rất là quan trọng của thời Tổng thống Barack Obama, chính là học thuyết lãnh đạo từ phía sau, hay là tạo ra sự bất ổn cũng kiểm soát. Đấy là vai trò của Mỹ như vậy. Thì ở Trung Đông hiện nay vai trò của Mỹ vẫn là như thế.
Mà như tôi nói lúc nãy, tức là vai trò của Mỹ, tức là đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông này vào một cuộc chiến tranh toàn diện, tổng lực, quy mô lớn giữa Iran với Israel. Đây là mục tiêu cuối cùng. Chứ còn Mỹ không, đấy là mục tiêu của Mỹ, và hiện nay Mỹ đang hành động theo kiểu như vậy, theo hành động như vậy, buộc các nước trong khu vực này lâm vào một cuộc xung đột triền miên lâu dài. Khi Mỹ không thể giành được hoàn toàn quyền kiểm soát thì tạo ra sự bất ổn dưới sự kiểm soát của Mỹ. Đấy là chủ trương chiến lược của Mỹ là như vậy. Cho nên là chính vì vậy cho nên tôi nhận định một câu chuyện, tức là tình hình khu vực Trung Đông sẽ leo thang hết sức vô cùng nguy hiểm. Thậm chí không loại trừ khả năng bùng nổ một cuộc chiến tranh lớn ở khu vực này, trước hết là giữa Iran và Israel. Đồng thời Mỹ sẽ tạo ra một cuộc xung đột, một cuộc bất ổn rất lớn ở Syria. Chúng ta biết rằng là Mỹ trước đây đã từng dẫn đầu liên minh 60 quốc gia núp dưới chiêu bài chống khủng bố để lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong cái đó thì Nga đã thực hiện chiến lược chống khủng bố và đã tiến hành cuộc chiến dịch chống khủng bố từ ngày 30 tháng 9 năm 2015. Và thực sự mà nói, chỉ của nước Nga là quốc gia duy nhất chống khủng bố ở Syria. Và cũng nước Nga là quốc gia duy nhất đảm bảo chủ trương duy trì cái môi trường hòa bình, phát triển ổn định ở khu vực Trung Đông. Nhưng mà chủ trương này của Nga thì là hiện nay là rơi vào bế tắc. Bởi vì lực lượng của Mỹ nó quá mạnh và quá lớn. Cho nên là cái cuộc xung đột giữa Nga giữa Israel và Iran ấy, thì còn dính líu và đến một cái cuộc xung đột khác. Đấy là cuộc chiến ở Syria. Chúng biết rằng là mặc dù Nga đã đánh bại khủng bố ở Syria, đã bảo vệ chính thể của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhưng hiện nay lực lượng quân sự của Mỹ vẫn chiếm đóng trên lãnh thổ Syria. Và tuyên bố rằng là chúng tôi hiện diện quân sự ở Syria để bảo vệ dầu mỏ và khí đốt của Syria không rơi vào tay lực lượng khủng bố. Ai có thể tin được tuyên bố như vậy? Cho nên là không loại trừ khả năng là bùng nổ thêm cuộc chiến tranh mới ở Syria. Và trong cuộc chiến giữa Israel và Iran ấy, thì núp dưới cái khẩu hiệu, núp dưới cái cuộc chiến này thì Israel sẽ tấn công vào Syria để tiếp tục đạt được mục tiêu mà Mỹ chưa đạt được, đấy là xóa sổ chính thể của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và dựng nên một chính thể khác phục vụ cho lợi ích của Mỹ. Đấy là tôi nghĩ là cái vai trò ảnh hưởng của Mỹ và cái toan tính của Mỹ hiện nay trong thời điểm hiện nay ở khu vực Trung Đông là như vậy. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Thế Mẫu. Thưa chuyên gia Lê Văn Cương, ông có muốn bổ sung gì vào ý kiến vừa rồi của chuyên gia Lê Thế Mẫu không? Về cái vai trò của Hoa Kỳ tại Trung Đông thì tôi đồng ý về cái phân tích của chuyên gia Lê Thế Mẫu. Tôi muốn nói thêm thế này. Khi ta bàn đến cái vai trò của một quốc gia tại khu vực này đó, thì có lẽ phải bắt đầu từ xem họ muốn gì ở đây. Từ năm 1948 đến bây giờ, cái lúc mà hình thành nhà nước Israel đến bây giờ, toàn bộ Trung Đông xoay quanh cái mâu thuẫn giữa Israel và các nước Ả Rập, mà tuyến đầu là Israel và Palestine. Nè, cuộc đụng độ tuyến đầu là Israel Palestine. Cả thế giới đều thừa nhận. Tôi tin là cả châu Âu thừa nhận điều này. Tất cả tổng thống Mỹ đều thừa nhận điều này từ năm 18 bây giờ. Đấy là bàn cờ Trung Đông, bản chất của bàn cờ Trung Đông. Và Mỹ họ nói gì? Họ nói rằng là để giải quyết cái cuộc căng thẳng Trung Đông này thì về hình thành hai nhà nước. Một cái nhà nước Palestine tồn tại song song với nhà nước Israel Do Thái. Tất cả tổng thống Mỹ nói khoảng 150 lần điều này rồi. Nhưng họ không làm gì cả. Họ không làm một việc gì cả để hình thành nhà nước Palestine cả. Thậm chí trên thực tế họ chống lại tồn tại nhà nước Palestine. Ít ra trong năm 2024 này, ai ngăn cản nhà nước Palestine có tư cách là một quốc gia trong Liên Hợp Quốc? Hoa Kỳ chứ còn ai nữa. Mục tiêu của Mỹ là nói rằng phải hóa giải Israel Palestine, nhưng họ nằm ngược lại. Cái chuyện không quan trọng. Quan trọng nhất của Mỹ là hình thành một cái mạng lưới đồng minh và đối tác
phục vụ lợi của Mỹ chấm hết. Có thể tóm tắt, cho dù 100 chiến lược của Hoa Kỳ cả 1 triệu chữ chăng nữa, tổng kết lại chỉ thế này thôi ạ. Hình thành một mạng lưới đồng minh đối tác phục vụ lợi của Mỹ tại khu vực này chấm hết. Chứ còn cái của nhà nước Putin cái làm phù, khi nào tiền đi làm tiền thôi. Họ nói đang làm nẻo, họ chưa làm việc gì nhà nước Putin cả. Cuối thế kỷ 20 họ chấp nối Ai Cập với Jordan, bắt tay với Israel. À, cuối thế kỷ 20 thành công. Thời Tổng thống Donald Trump đã chấp nối được một số nước hòa giải với Israel. Và năm 2024 này này, họ tập trung mũi nhọn vào tác động bằng mọi cách để cho Ả Rập Xê Út với Israel thừa nhận nhau, công nhận nhau. Nên nhớ tháng 5 vừa rồi, trước khi ngày 7 tháng 10, 3 tháng, 4 tháng ấy, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken cáo giọng nói thế này: chúng ta chưa bao giờ lại thuận lợi Trung Đông gì này. Cái khả năng bắt tay giữa Ả Rập Xê Út với Israel trong tầm tay rồi. Ngay cả Thủ tướng Israel Netanyahu tháng 9, 3 tuần lễ trước khi mà Hamas tấn công 7 tháng 10, 3 tuần lễ trước đây, tháng 9, Netanyahu còn nói với Mỹ thế này nè: chúng ta đứng trước một cơ hội lịch sử ở trong tầm tay rồi, tức là Israel và Ả Rập Xê Út bắt tay với nhau rồi. Trên mục đích của Mỹ không phải là nhà nước Palestine, mục đích của họ hình thành mạng lưới. Tháng 6 vừa rồi, cái này 4 tháng thôi ạ, có 3 tháng 10 ngày thôi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin tuyên bố rằng chúng ta có mạng lưới đồng minh và đối tác vững mạnh nhất ở Trung Đông. Đây là tài sản quý giá nhất, đây là sức mạnh vô địch của Hoa Kỳ. Austin nói tháng 6 năm 2004. Mục đích của họ là hình thành một cái mạng lưới đối tác đồng minh phù lợi của Mỹ, chứ đâu có phải là hóa giải cái mâu thuẫn đâu ạ. Tôi muốn nói thêm chỗ này. Trên khi bàn vai trò thì biết phải biết rằng họ muốn gì, họ cần gì ở đây, họ sẽ làm gì, có thể nói như vậy. Là còn tôi đồng ý như đại tá Lê Thế Mậu, bản chất nó là vấn đề thế. Xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị, những cuộc không kích và hoạt động trên bộ có thể kích hoạt một chuỗi phản ứng từ Hezbollah, dẫn đến sự leo thang căng thẳng không chỉ giữa hai bên mà còn kéo theo sự vào cuộc của Iran. Chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Vũ Hội thường trú tại Trung Đông để quý vị có cái nhìn rõ hơn. Xin chào phóng viên Vũ Hội. Xin chào biên tập viên Nga Vũ tại trường quay. Thưa phóng viên, cộng đồng quốc tế đã nỗ lực hết sức để làm nguội những cái đầu nóng ở Tel Aviv, thế nhưng Israel vẫn tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Liban. Vậy theo phóng viên, tại sao chính phủ của Thủ tướng Netanyahu lại có lập trường cứng rắn như vậy? Phía Israel đã dục dịch chuẩn bị cho chiến dịch này từ nhiều tháng qua. Khí tài và quân số đã được tập kết, hai tiểu đoàn dự bị được huy động. Đặc biệt là IMF đã điều động các đơn vị tinh nhuệ lính dù và biệt kích của sư đoàn 98 từ giải Gaza để phục vụ cho chiến dịch. Tháng trước, chính phủ Israel đã chính thức đưa vào nghị quyết mục tiêu hỗ trợ người dân sơ tán ở miền Bắc trở về. Chưa có nhiều thông tin về giao tranh giữa hai bên ở bên kia biên giới, nhưng trưa nay còi báo động tên lửa đã vang lên ở Tel Aviv và các thành phố miền trung của Israel. Lý do lớn nhất khiến Israel quyết định đưa quân đổ bộ là sức ép kinh tế và xã hội từ cuộc sơ tán hiện đã quá lớn. Israel bị phong trào Hezbollah tấn công bằng các cuộc pháo kích liên tục kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, khiến gần 70.000 dân ở các vùng gần khu vực biên giới phải đi sơ tán. Không kể chi tiêu cho quân sự, nhu cầu bồi thường và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh đã buộc Bộ Tài chính nước này tuần trước phải đề xuất tăng ngân sách cho năm nay thêm gần 1 tỷ đô la. Bên cạnh đó, Israel cho rằng họ có quyền tự vệ khi bị tấn công và sau nhiều lần các bên đưa ra đề xuất ngừng bắn đều không được Hezbollah chấp nhận. Ngoài ra, còn có một số yếu tố khác thúc đẩy Israel hành động táo bạo, bao gồm cuộc chiến tại giải Gaza đã qua giai đoạn cần tập trung nguồn lực và Israel luôn nhận được sự bảo vệ của đồng minh Mỹ về tài chính, quân sự và ngoại giao mỗi khi đưa ra các quyết định chiến tranh. Vâng, thưa phóng viên, vậy thì với sự hỗ trợ ngầm của Mỹ như vậy, liệu Israel có đi xa đến mức dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện tại Trung Đông không ạ?
Các nguồn tin cho biết, trước khi khởi động chiến dịch đưa quân vào miền Nam Liban, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã gọi điện để thông báo với đối tác Mỹ và được Washington bật đèn xanh. Theo đó, chiến dịch này chỉ mang tính giới hạn cả về quy mô và cường độ và chỉ nhằm loại bỏ các tiền đồn của Hezbollah ở biên giới, qua đó ngăn chặn nguy cơ pháo kích cũng như nguy cơ Israel có thể bị tấn công bất ngờ giống như sự kiện ngày 7 tháng 10 năm ngoái do phong trào Hamas ở giải Gaza gây ra. Kèm theo các cuộc không kích tăng cường, chiến dịch này sẽ gây sức ép để buộc phong trào Hezbollah phải đàm phán và nhượng bộ và rút quân về ranh giới sông Litani mà theo nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau cuộc chiến 2006. Việc đưa quân đổ bộ vào một quốc gia có chủ quyền chắc chắn sẽ dẫn tới những rủi ro cao về hậu quả và có thể dẫn tới leo thang thành cuộc chiến tổng lực. Nếu đưa quân vào sâu trong lãnh thổ Liban thì Israel có nguy cơ gặp sa lầy và bị sự lên án của quốc tế. Đồng thời, rủi ro sẽ dẫn tới các diễn biến vượt tầm kiểm soát cũng sẽ là rất cao. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ sáng nay nêu rõ sự ủng hộ cần thiết của việc dỡ bỏ các cơ sở dọc theo biên giới phục vụ tấn công nhằm vào các khu dân cư của Israel. Tuy nhiên, Washington cũng khẳng định cần có giải pháp ngoại giao để đảm bảo cho người dân sơ tán ở cả hai phía biên giới của Liban và Israel được trở về nhà. Giới phân tích hy vọng sự đảm bảo của Mỹ cùng các nguy cơ trên sẽ là yếu tố để giúp ngăn chặn một cuộc chiến lan rộng ra toàn khu vực. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Vũ Hội quay trở lại trường quay cùng với hai vị khách mời chuyên gia. Thưa hai vị chuyên gia, vậy thì liệu Israel có tiếp tục tấn công các lãnh đạo tiếp theo của Hezbollah hay là sẽ chuyển sang tấn công dồn dập các kho vũ khí? Câu hỏi này tôi xin được hỏi chuyên gia Lê Thế Mẫu. Chúng tôi biết rằng là bất kỳ một tổ chức quân sự nào thì cũng gồm hai thành phần cơ bản. Thành phần thứ nhất là lực lượng, con người, lãnh đạo, trước hết là lãnh đạo chỉ huy, sau đó đến các lực lượng tác chiến ở phía dưới. Và thành phần thứ hai đấy là vũ khí trang bị. Cho nên để mục tiêu của Israel là phải tiêu diệt bằng được tận gốc rễ của lực lượng Hezbollah. Cho nên sắp tới đây thì họ vẫn tiếp tục triển khai cái chiến lược này trên hai hướng. Một là tiếp tục săn lùng và tiêu diệt các tổ chức đầu não của Hezbollah và các tổ chức chỉ huy khác của Hezbollah, thậm chí cả những đơn vị hoạt động của Hezbollah. Đây là cái hướng thứ nhất. Hướng thứ hai là tiếp tục săn lùng và tiêu diệt tất cả các kho tàng vũ khí của Hezbollah. Chúng tôi biết rằng là Hezbollah hiện nay là một lực lượng có thể nói, như Thiếu tướng Lê Văn Cương nói, là lực lượng phi nhà nước có thể nói lớn nhất thế giới. Được trang bị khá nhiều vũ khí hiện đại, kể cả những tên lửa đường đạn có thể bắn sang đến lãnh thổ của Israel. Cho nên mục tiêu thứ hai của Israel là tiếp tục săn lùng để tìm kiếm và tiêu diệt hết tất cả các kho vũ khí của Hezbollah. Chỉ sau khi mà Israel thực hiện được hai mục tiêu chiến lược này thì lúc đó họ mới có thể đạt được mục tiêu là xóa sổ vĩnh viễn lực lượng Hezbollah. Tôi nghĩ cũng khó, bởi vì chúng tôi biết rằng Hezbollah đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng hàng chục năm nay, tức là cất giấu các cái hệ thống vũ khí hiện đại nhất của họ dưới những tầng hầm, dưới những hệ thống đường hầm hết sức là phức tạp, trải dài hàng trăm cây số trên lãnh thổ Liban. Cho nên mục tiêu này của Israel thì liệu có thể thực hiện hay không thì tôi nghĩ rằng là cũng là một vấn đề rất khó khăn. Vâng, thưa chuyên gia Lê Thế Mẫu, chúng ta vừa nhắc đến vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Vậy thì tôi muốn nhắc đến vai trò của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế trong việc ngăn chặn chiến tranh ở Trung Đông. Nó có hiệu quả đến đâu, có vai trò như thế nào và tại sao chưa thể ngăn chặn ạ? Nói thật mà nói thế này. Liên Hợp Quốc từ khi thành lập đến bây giờ thì cái khả năng mà đảm bảo duy trì hòa bình ở trên thế giới gần như là sức mờ nhạt, bởi vì cái công cụ, cái lực lượng mà đảm bảo cái chức năng này của Liên Hợp Quốc chính là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Kể từ thời tôi xin lưu ý lại một cái thời chiến tranh lạnh, Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam kéo dài 30 năm, từ năm 1954 đến năm 45, trên thực chất mà nói là từ năm 45 cho đến năm 75. Vai trò Liên Hợp Quốc có làm được gì đâu ạ? Không hề ngăn chặn được cái cuộc chiến của Mỹ xâm lược ở Việt Nam như vậy. Và hàng loạt cuộc chiến tranh sau chiến tranh lạnh như là cuộc chiến tranh xâm lược của NATO ở năm 1999, cuộc chiến tranh toàn cầu chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan năm 2001 và kết thúc năm 2021, cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Iraq năm 2003, cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Libya năm 2011, tất cả những cuộc chiến tranh này Liên Hợp Quốc đều không đóng vai trò bất kỳ một cái vai trò nào. Nó như vậy bởi vì sao? Bởi vì Liên Hợp Quốc cái thời chiến tranh lạnh thì đã như thế rồi. Sau chiến tranh lạnh thì gần như Liên Hợp Quốc nằm dưới sự thao túng của Mỹ.
kể cả Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kể cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều chịu sự thao túng của Mỹ. Trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì chúng ta biết rằng là sau khi Liên Xô sụp đổ thì vai trò của Nga cũng hết sức mờ nhạt, bởi vì nó cũng suy yếu. Còn Trung Quốc thì gần như là núp bóng, tức là náu mình cho thôi. Cho nên gần như là Mỹ là thao túng cả Liên Hợp Quốc, thao túng cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chính vì vậy cho nên Mỹ tha hồ tặng oai tặng quái, tha hồ phát động hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, Mỹ Liên Hợp Quốc còn giải quyết vấn đề gì đâu. Để giải quyết vấn đề này thì cần phải cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cải tổ Liên Hợp Quốc và kêu gọi tất cả các nước phải có một tiếng nói đồng thuận hơn nữa để yêu cầu Liên Hợp Quốc phải có những Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Liên Hợp Quốc phải có những hành động để ngăn chặn những cái hành động thao túng của Mỹ và các nước phương Tây đối với Liên Hợp Quốc. Chỉ khi đó thì Liên Hợp Quốc mới có thể trở thành công cụ thực hiện những cái nguyện vọng chính đáng của thế giới, của các dân tộc, đa số dân tộc trên thế giới. Trước hết là duy trì cái môi trường hòa bình và an ninh quốc tế. Vâng, tôi xin được cảm ơn chuyên gia Lê Thế Mẫu. Tôi xin mời chuyên gia Lê Văn Cương bổ sung ạ. Về cơ bản tôi đồng ý về phân tích của đại tá Lê Thế Mẫu. Nhưng mà phải nói thế này mới khách quan này. Cái mục đích tôn chỉ sự tồn tại của Liên Hợp Quốc là duy trì hòa bình an ninh quốc tế, ngăn chặn những hành động xâm lược, ngăn chặn những cái hành động phá hoại, ngăn chặn cái thù địch giữa các quốc gia. Đấy là cái mục tiêu tôn chỉ sự tồn tại của Liên Hợp Quốc. Cái mục tiêu ấy thì quá tốt đẹp, quá tuyệt vời. Nhưng mà ngay cái định chế, cái cơ chế vận hành nó lại không đảm bảo thực hiện mục tiêu này. Trong 193 quốc gia thì Liên Hợp Quốc cho phép 5 quốc gia có ủy viên thường trực, có quyền phủ quyết. Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp. Nghĩa là chỉ cần một quốc gia nếu không đồng ý thì 192 quốc gia khác còn lại thua. Cho nên ngay mâu thuẫn trong cái triết lý thành lập của Liên Hợp Quốc này. Mục tiêu là thế, cơ chế vận hành lại không đảm bảo để thực hiện mục tiêu nữa, nó khó thế. Nên vì thế mới nảy ra vấn đề như này, là Lê Thế Mẫu nói là phải cải tổ. Nhưng mà để cải tổ cũng quá nhiều vấn đề. Về lý lẽ thì đơn giản thôi. Quốc gia khổng lồ 1.4 tỷ, lớn nhất thế giới này 1 tỷ, hiện nay Ấn Độ là 1.43 tỷ người, và Trung Quốc rồi. Đáng lẽ họ phải có cái tiếng nói thương tiếc chứ. Ví dụ như vậy, hay tôi nghĩ là Nhật Bản nên cái thế thứ ba thì cũng nên có vai trò thương được chứ. Toàn bộ châu Phi không có ai cả. Ít ra nó không phải có được Nam Phi hoặc là Ai Cập vào đấy chứ. Còn Mỹ đất tính. Brazil khổng lồ. Trời ơi, cái mái nhà của thế giới năm đấy mà không làm thêm bên Liên Hợp Quốc à. Cho nên đúng ra là phải bổ sung không phải 5 ủy viên thường trực mà là 9, 10, 11 gì đấy. Nhưng đấy là nói thôi ạ, nói lý thôi. Chứ cái tình thì khó lắm. Vẫn giữ nguyên tắc phủ quyết này thì chắc chắn là đổ không vào được. May ra có thể Brazil vào được. May ra có thể là Nam Phi vào được. Ấn Độ không vào rồi, Nhật Bản không vào rồi. Là vì chắc chắn Ấn Độ sẽ có người phủ quyết. Nhật Bản sẽ có người phủ quyết. Cho nên cái mục tiêu tôn chỉ Liên Hợp Quốc thì quá đẹp. Nhưng mà cơ chế vận hành của nó lại phủ định cái mục tiêu của nó. Để ra năm thường trực này ông ngồi quyền phủ quyết trong lòng. Đại tá Lê Thế Mẫu nói là vì thế nó quyền phủ quyết. Chứ phải cải tổ. Ai cũng thấy phải cải tổ. Nhưng cải tổ như thế nào thì lại không làm nổi. Cuối cùng Liên Hợp Quốc nhưng cái nhà cũng không đẹp. Nhưng ít ra còn che nắng che mưa được thôi, tần để yên thế. Có còn hơn không? Chắc chắn 8 tỷ người hành chính này cần Liên Hợp Quốc. Nên để nó tồn tại, tạo điều kiện cho nó hoạt động có hiệu quả thôi. Chứ không thể phá bỏ được. Nhưng quả thật mà cải tổ nó thì là bước, tôi cho nó còn khó hơn lên mặt trăng. Có thể nói như vậy. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương. Vậy thì có thể áp dụng những bài học nào từ các cuộc xung đột khác trên thế giới và tình hình ở Trung Đông để có thể thúc đẩy sự hòa bình bền vững ạ? Và tôi cho vấn đề đồng chí nêu ra là làm sao mà giải quyết được xung đột và hòa bình ổn định thế giới này.
cũng phải nêu gương. Ít ra là 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an phải nêu gương. Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp phải nêu gương. Phải là những người, phải là những quốc gia mà hoàn toàn thực hiện nghiêm chỉnh hiến chương Liên Hợp Quốc. Giờ sổ mà xem, 5 quốc gia này là thực hiện đúng hiến chương chưa? Cả 5 quốc gia thực hiện đúng hiến chương thì làm sao mà duy trì hòa bình được? Tất nhiên mức độ khác nhau, mức độ khác nhau. Ở đây cái vai trò của siêu cường Hoa Kỳ như đại tài Lê Thầy Mồ nói là vai trò số 1. Nhưng mà tất cả nó khác về làm tròn. Chứ bây giờ một vấn đề rõ ràng như vậy vì cần thành lập nhà nước Palestine, thì Hoa Kỳ lại phủ định. Thì làm sao mà giải quyết được cái xung đột Trung Đông được? Không có. Chứ rõ ràng cái bài toán mà bạn nêu ra là làm sao mà giải quyết được cái hòa giải các dân tộc rồi gắn mọi xử lý các xung đột hiện nay bằng biện pháp hòa bình đó. Đây là hiến chương Liên Hợp Quốc. Đây là cái điều 2 của hiến chương. Cái khoản 3, khoản 4 nói vậy. Nha. Loài người đang tiến theo con đường này nhưng mà quá trắc trở, khó khăn. Trắc khó khăn. Suy cho cùng, về mặt khoa học, tôi muốn nói là mọi tội lỗi trên hành tinh này, mọi cái thảm họa này đều căn nguyên từ con người cả thôi ạ. Hai cái tâm tính tệ hại nhất con người mà đang dẫn cái hành tinh này đến hủy diệt lẫn nhau, đấy là tham lam và ích kỷ. Về khoa học tâm lý, tham lam ích kỷ, hai cái tính chất này nó thấm căn cổ đế vào trong từng con người một. Nó đẩy thế giới đến thảm họa suốt 5.000 năm nay và còn tiếp tục nữa. Vâng, tôi xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Chuyên gia Lê Thế Mẫu, ông có muốn bổ sung không ạ? Thật ra thì để giải quyết bất kỳ cuộc xung đột hay mâu thuẫn nào trên thế giới thì chúng ta, các nước vẫn kêu gọi thế thôi. Tức là kêu gọi tất cả các nước phải tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và những điều luật quốc tế đã được thừa nhận. Thì khi đó thì giải quyết được tất cả những cuộc xung đột, mâu thuẫn giữa các quốc gia hay là tranh chấp biển đảo, lãnh thổ của các quốc gia. Bởi vì Liên Hợp Quốc thì, hiện chương Liên Hợp Quốc thì nó quá tuyệt đẹp, khá chặt chẽ. Nhưng mà một khôn nỗi là các quốc gia lại không tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc. Cho nên mục tiêu cuối cùng vẫn là như thế thôi. Để giải quyết bất đồng, xung đột, tranh chấp rồi thì bảo đảm hòa bình thì trước hết tất cả quốc gia cần phải có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc hiến chương Liên Hợp Quốc. Và thứ hai, trong điều kiện này cần phải cải tổ Liên Hợp Quốc phù hợp với điều kiện mới. Bởi vì chúng tôi biết rằng Liên Hợp Quốc, hiến chương Liên Hợp Quốc là thành lập năm 1945, tức là sau khi Thế chiến lần thứ 2 kết thúc. Bây giờ thì thế giới đã thay đổi quá nhiều rồi. Cho nên cần phải cập nhật, bổ sung, cần phải thay đổi, sửa đổi hiến chương Liên Hợp Quốc. Tôi nghĩ chỉ có hai giải pháp trước hết như vậy. Còn các nước quốc gia có chấp nhận hay không, có thực hiện hay không, đó là câu chuyện khác. Nhưng trước hết là tất cả các quốc gia trong mọi hành động, mọi tranh chấp, mọi mâu thuẫn để giải quyết thì trước hết cần phải tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc. Thứ hai là những điều luật quốc tế đã được thừa nhận và không nên áp dụng tiêu chuẩn kép. Tiêu chuẩn kép là gì? Tức là cùng một điều luật của hiến chương Liên Hợp Quốc nhưng mà anh khi anh muốn bảo vệ lợi ích của anh giải thích cái điều luật này theo quan điểm của anh chứ không phải theo quan điểm của Liên Hợp Quốc, hiến chương Liên Hợp Quốc. Tôi nghĩ như vậy chỉ khi đó thì thế giới này mới có thể có ổn định và hòa bình. Vâng, tôi xin được cảm ơn hai vị chuyên gia với những nhận định đánh giá vừa rồi. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị, vụ Iran tấn công Israel vào ngày 1 tháng 10 có thể làm thay đổi tình hình vốn đã cực kỳ căng thẳng ở Trung Đông khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tehran sẽ phải trả giá. Không giống như lần trước khi Israel có vài ngày để chuẩn bị cho các cuộc tấn công, thì lần này Israel hầu như không nhận được nhiều cảnh báo, chỉ biết được về vụ tấn công sắp xảy ra vài giờ trước khi Tehran phóng loạt tên lửa. Dù Israel quyết định làm gì để đáp trả cũng có thể định hình giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng biên tập viên Nga Vũ và hai vị khách mời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.